Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Dexter Legend. Thì sau video đầu tiên chỉ có một số bạn phản hồi là quay video ở ngoài công viên thì cái background nó bị rối quá, cho nên là hôm nay tôi đã chuyển vào trong nhà để quay video. Thì có thể background trong nhà sẽ phù hợp hơn với những video mà ngồi đọc sách. Thì đây sẽ là video đầu tiên của series mà tôi sẽ ngồi đọc bản dịch của cuốn True Style. Thì ngày hôm nay nó sẽ là chương 1 và phần 1. Bởi vì có những chương sách mà nó dài. Thì ví dụ như chương 1 này tôi sẽ chia làm 2 phần. Đấy, phần 1 và phần 2, mỗi video là một phần. Để tránh cho việc mà video quá dài, các bạn sẽ lười xem, lười nghe. Đối với những chương sách mà nó ngắn thì tôi sẽ làm một video thôi. Về phần 1 này thì cuốn sách nói về phụ kiện, một loại phụ kiện đeo cổ là tên là Ascot. Thì tôi cũng mang đến đây cho anh xem Ascot là nó như thế này. Cho những anh em nào chưa biết, Ascot nó dài như này. Và cái phần hai phần đầu của nó thì bản rộng. Đấy, ở giữa thì bản nhỏ, hẹp lại. Thì cách đeo Ascot thì rất là đơn giản thôi. Vắt qua cổ này. Xong rồi quàng qua một bản đằng trước, một bản bên trong. Và mình bỏ cái phần hai phần đầu này, mình nhét vào trong áo sơ mi. Đấy, mình chỉnh cái cổ này tí để cho nó cao lên, là nó có đi bộ này uy tín hơn. Rồi, ok, để chúng ta vào với cả chương 1 và phần 1 của cuốn True Style. Chương 1, Ascot. Một điều không may là đa phần đàn ông không có một ý tưởng cụ thể nào cho phần cổ của họ. Khi không còn sự lựa chọn an toàn với chiếc cà vạt, họ dường như bỏ qua những lựa chọn khác và để hở hoàn toàn phía trước, làm họ trông như những chú gà Tây. Giờ đây phần cổ chỉ được bao bọc bởi cổ áo mở hoặc bất cứ giải pháp nào mang ít tính nghệ thuật hơn trong ăn mặc. Trải qua thời gian, một ví dụ là chiếc áo len cổ rùa như một cách che phủ cho phần cổ sẽ được rất nhiều quý ông say mê sử dụng, tạo nên một sự trở lại của hình ảnh sartorial khi một nhóm các quý ông đi đến những bữa tiệc cocktail với chiếc blazer hai hàng khuy cùng chiếc áo cổ rùa trắng bằng vải jersey tụ tập lại với nhau. Họ trông không khác gì những diễn viên của bộ phim Sinh Gặp Bismarck. Giải pháp hoàn hảo để làm đẹp cho phần cổ không nằm ngoài đôi tay của bạn nếu bạn đón nhận sự pha trộn đầy ẩn ý, sự thoải mái, chút vui nhộn và tính truyền thống lịch sử của chiếc khăn quàng. Nó được gọi bằng nhiều cái tên: Ascot, Cravat, Stock. Chiếc khăn quàng trên cổ này đã được kiểm chứng và là câu trả lời chính xác cho phần cổ áo mở. Nó cũng là câu trả lời cho những dịp trang trọng nhưng vẫn có sự dress down khi áo khoác và cà vạt là quá cứng nhắc và ngột ngạt, còn polo thì quá luộm thuộm. Chiếc khăn quàng nằm trên cổ tạo nên sự phối hợp đúng đắn cho chiếc áo cardigan bằng cashmere, jacket từ vải tweed, blazer màu navy hay những chiếc sport coat trong mùa hè. Không gì có thể hoàn thiện một cách chính xác bầu không khí casual đầy thanh lịch của sự tự tin mang tính thể thao như cây cấp của những chiếc khăn từ lụa tốt hay cashmere trọng lượng nhẹ nằm trong phần cổ áo mở. Lịch sử của những chiếc khăn quàng đã ra đời từ hơn 4 thế kỷ trước. Đàn ông châu Âu đã đeo nó quanh cổ áo suốt thời gian dài. Nghĩ về Sir Francis Drake với chiếc cổ áo xếp hay mở rộng ra, cổ áo với phần cạnh viền được buộc dây đã được thấy ở rất nhiều bức chân dung của người Hà Lan vào thời kỳ này. Tuy nhiên, tới giữa thế kỷ 17, một loại phụ kiện đeo cổ mới nhanh chóng thay thế những loại cũ. Như sự bắt chiếc cổ áo của người Hà Lan, nó nhanh chóng được phổ biến với phần cạnh viền được buộc lại, bao quanh phần cổ và thắt lại phía trước. Phần buộc dây nằm xếp tầng hướng xuống ngực áo, tạo nên sự điểm xuyết tuyệt vời cho chiếc áo khoác khi không cài khuy. Trải qua nhiều năm, rất nhiều tên gọi đã được dùng để đặt tên cho mảnh ghép này. Thuật ngữ thường được dùng cho nó cho đến thế kỷ 19 đơn giản là neckcloth. Với hai dạng khác nhau, đầu tiên là cravat với một mảnh dài nằm quanh cổ và được thắt ở trước. Thứ hai là stock là một bản vải được quàng quanh cổ, cài sau gáy với một nút thắt và sau này là khóa kim loại hay mắt khóa. Đầu tiên, cravat nắm giữ vị thế về thời gian. Vài người nói rằng ý tưởng này lần đầu được đưa đến Pháp vào năm 1640 bởi các sĩ quan Pháp, người đã chiến đấu bên cạnh những người lính đánh thuê Croatia chống lại đế chế Đức trong cuộc chiến 30 năm. Những người Croatia biết cách buộc ở phần cổ của họ với một loại vải dài và cravat là từ tiếng Pháp cho croat. Dù nguồn gốc của nó là gì, phong cách này có thể dễ dàng được thấy trong những bức vẽ sau năm 1650. Được mặc bằng cách quấn quanh cổ hoặc tương tự, cravat cũng được thắt gọn, trở nên phổ biến ở Mỹ cũng như châu Âu. Những chiếc cravat bằng vải cô tông mỏng xuyên thấu đã được quảng cáo trên Boston Evening Post vào đầu 1735. Suốt nửa đầu của thế kỷ 18, sự phổ biến của cravat đã bị quét sạch và stock thống trị trong thời gian này. Sự phát triển của nó đa phần đặc trưng cho sự phổ biến của những chiếc áo gi lê, được may để cài nút từ trên xuống tới dưới hông, dùng một chục đến một tá quy
và thường sẽ che đi những chiếc cravat. Các quý cô và quý ông khi đi săn vẫn mặc phiên bản giản đơn của những chiếc stock ở thế kỷ 18. Stock là phụ kiện ở cổ duy nhất thực sự có chức năng. Nó cung cấp sự bảo vệ cho phần cổ khỏi ánh nắng mặt trời và cái lạnh của mùa đông. Và còn có thể dùng như một chiếc băng cứu thương hay băng đeo trên đường đua khi có những tai nạn trong lúc đạp xe hay cưỡi ngựa. Thường làm từ vải pickle linen, lụa hay cô tông loại tốt, những chiếc stock dùng khi đi săn luôn là màu trắng, thắt đúng quy cách và được cài phần pin có khóa an toàn dài 3 inch. Nó có một lỗ khuy ở giữa, được gắn với phần khuy ở phía trước áo sơ mi, và khi stock được cuốn ở phía sau, một phần cuối sẽ được xuyên qua một vòng kim loại trên stock. Và cả hai phần này được đưa ra phía trước và thắt lại với một nút thắt vuông. Phần pin được dùng để giữ phần dài ở trước và tránh không có đập vào mặt. Mấy tay đua thường đùa rằng cách học cách thắt stock đúng có lẽ còn khó hơn đôi chút so với học cách cưỡi ngựa. Mọi người có thể là Google để thấy hình ảnh của cái loại phụ kiện này nhé, bởi vì thực sự là trong sách thì không có ảnh minh họa, mà bây giờ thì cũng rất khó để tìm được cái loại phụ kiện này. Tôi cũng không có cái nào để mà mang đến show cho anh em cả, nhưng mọi người có thể Google để xem hình ảnh của nó. Chứ nghe đọc như vậy chắc là cũng khó mà tưởng tượng được. Sau năm 1760, áo di lê lại được mặc hở ở phía trước, như là sự trở lại của trào lưu ăn mặc đẹp ở cả nam và nữ. Và những quý ông của thời trang thường thắt một mảnh vải xếp quanh phần stock và rũ xuống phía trước áo sơ mi. Cách này thì gọi là jabot. Nó là hiệu ứng như cravat hai mảnh và đặc trưng cho sự kế thừa của những chiếc stock. Đầu thế kỷ 19, thời kỳ nhiếp chính, cravat được cho là đã tràn ngập ở khắp nơi. Cách mạng Pháp với tuyên ngôn tự do, bình đẳng và bác ái đã quét sạch những sức lụa và satin phong phú ra khỏi triều đình. Và cách mạng công nghiệp nhanh chóng nhảy vào thay thế với sự phân biệt mang tính dân chủ hơn. Như đại văn hào Honoré de Balzac đã nói rằng, ông này tên tiếng Pháp mà tôi không biết tiếng Pháp cho nên là tôi phát âm có thể là không chính xác. Đấy, nếu mà lỡ mà phát âm không chính xác thì anh em thông cảm. Như đại văn hào Honoré de Balzac đã nói rằng, khi người dân Pháp có được quyền bình đẳng, họ đồng thời cũng có nhu cầu mặc đẹp ngang nhau. Và trong khi sự khác nhau về phong cách giữa các tầng lớp bị xóa nhòa, cravat của các quý ông vẫn có được vị trí đặc trưng trong tủ đồ của họ. Sự tinh tế sartorial dần cân bằng với tinh thần dân chủ. Đi cùng với bước phát triển này, phần phụ kiện vùng cổ vốn được thắt đầy thanh lịch cũng trở thành một biểu tượng cho sự lựa chọn mang tính cẩn trọng của một quý ông thực thụ. Một người đàn ông được gọi là dandy bởi những người mong muốn ăn mặc tương tự nhưng chưa được. Như nhà văn anh Max Beerbohm giải thích, dandy là những họa sĩ dựng nên chính bản thân họ. Một câu hỏi tò mò, dandy của các dandy, Bill Brummel không bao giờ kết hôn và có vẻ như chưa từng thể hiện sự lãng mạn với ai đó dù là nam hay nữ. Tình yêu lớn nhất của đời ông chính là bản thân ông. Thú vị hơn, Balzac tự bản thân ông là một tác giả đầy uy tín của cuốn sách về những món phụ kiện trên cổ được làm thủ công đắt giá. Ông không bao giờ thừa nhận, nhưng có một giả thiết từ cái tên H. Lee Blanks là một bút danh. Cuốn sách đưa ra bài học về 32 cách thắt cravat cho mỗi cảm xúc hay những dịp khác nhau. Và nếu bạn nghĩ cách thắt là không quan trọng, nó là sự cổ vũ cho những di sản của hoặc ít nhất là một trong những biểu tượng phong cách và xã hội Giorgio Bill Brummel. Hết phần 1. Thì vừa rồi chúng ta đã được nghe phần 1 của chương 1 cuốn sách True Style. Trong chương 1 này thì có một phần số là tên riêng, không quen thuộc với tôi cho nên là tôi phát âm có thể sai. Rất xin lỗi những nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này cũng như là tác giả cuốn sách nếu như tôi phát âm sai. Còn đối với anh em thì anh em chịu khó Google nhé.